tháng 11 em vào để trước hết là chúc sức khỏe cô, chúc sức khỏe chú. Mong cô chú là cứ luôn luôn mạnh khỏe và thường xuyên là cho chúng em có những cái dịp để vào thăm cô chú vào những cái dịp như thế này. Em chúc cô mãi mãi khỏe mạnh. Chúc chú tươi là vui và... nhận 70 năm tuổi đảng ạ. À. Cô xin cảm ơn tất cả cái tấm lòng chân thành quý hóa của các em học trò cũ của các em. Bây giờ cô phải nói thật là rất là vui sướng, rất là mừng vì học trò là thành đạt. Còn cô bây giờ có tuổi rồi, chú có tuổi rồi, nhưng ở đây là cái phần thưởng vô giá, không có cái gì bằng. Xin cảm ơn tất cả các em. Cảm ơn cô chú trăm năm hạnh phúc. Chúc chú là 50 năm tuổi đảng rồi, nhận 70 năm. 70 năm tuổi đảng là vinh dự lắm, là phải đến tận nhà trao đúng không? Phải đến tận nhà trao đấy. Còn cháu đi là phải đến tận nhà. Mong là các em khi nào ở đây khu này nó giải tán ấy, thì là mời các em về đây. Vâng, nếu mà Tết mà chưa giải tán là bọn em lại về. Về đây nghe hoan. Không ngồi đi. Tết về thì tốt quá nhỉ. Vâng. Cái này lại phải là do chủ chốt. Em xin nước. Hôm nay là ngày rất là hạnh phúc của chú và cô đón tiếp tất cả các em. Cái tấm lòng nhiệt tình của các em phải nói là cô chú ghi nhận. Em mời cô chú nữa, mời các bạn nữa. Hôm nay rất là mừng là có ánh nắng mặt trời rồi. Vừa rồi nó rét quá. Một mới lại thứ hai là cô cứ nghĩ chỉ có 5 người về thôi, nhưng cái này cô mừng quá. Chẳng về nơi đây, cành phượng hồng năm xưa đây rồi, chỉ không thấy chính mình ngày xưa. Thầy cô ơi, con nhớ con không? Đứa học trò nào tinh nghịch nhất, vậy mà được yêu thương rất nhiều. Giờ đã lớn khôn lên thật rồi. Kỷ niệm cũ chẳng thể phai màu, nhìn tôi không dám tin tôi đã ở đây. Là đứa bé ngây ngô hôm nào, được thầy cố gắng sức yêu thương bao ban. Bạn bè giờ mỗi đứa mỗi phương trời, còn bao nhiêu tình yêu thương chưa thành công. Vạt áo trắng phía cuối sân trường, giờ bay lấp lánh trong mơ. Chẳng về nơi đây, cành phượng hồng năm xưa đây rồi, chỉ không thấy chính mình ngày xưa. Thầy cô ơi, con nhớ con không? Đứa học trò nào tinh nghịch nhất, vậy mà được yêu thương rất nhiều. Giờ đã lớn khôn lên thật rồi. Trắng phía cuối sân trường, giờ bay lấp lánh.
phai màu. Nhìn tôi không dám tin tôi đã ở đây, là đứa bé ngây ngô hôm nào được thầy cố gắng sức yêu thương bao ban. Đàn bà giờ mỗi đứa mỗi vườn trời, còn bao nhiêu tiếng yêu thương chưa dám nói. Vạt áo trắng phía cuối sân trường giờ bay lấp lánh trong mơ. Giờ bay lấp lánh trong mơ. Yêu đời, yêu người, yêu niềm vui, hạnh phúc.
Đây, cái này sửa khoảng điện tạo bỏ nhiều người quá nó bị hỏi thăm trước mình. Thịt lợn sạch. Vâng. Nuôi em cứ lợn là ăn như công nuôi thường là ăn tám cái ngô hoặc khóc không. Đây là bí, món bí đỏ đây. Bí đỏ. Người tất cả các anh. Vâng. Cháu báo cô là cháu công đây này, thì nó chơi rất thân với cháu lớn nhà em. Hai thằng nó đều làm cái ngành nghề này. Cháu lớn thì tên là Đạt, thì cháu chuyên làm về tức là ai chụp ảnh. Còn cháu công là chuyên quay video các sự kiện, các hội nghị. Thế và bác ruột của cháu công đây là cô Tha, ngày xưa dạy ở tiểu học trường Châu. Cô Tha. Cô có biết không ạ? À? Cô ấy bây giờ cũng không nhớ nổi. Chắc là cô phải nhìn ảnh cô nhớ rồi. Em có cái ảnh cô nhìn ở trong cái nhìn ảnh bác là bác Thang nghỉ hưu năm nào cháu? Không nghỉ lâu chưa? Lâu rồi. Từ cấp 2, cấp 1 thì cơm hay chưa? Chưa hết. Cấp 2, cấp 1 thì hôm nào em gặp cô Nam mà. Em làm cô không ăn bằng gà. Vâng. Chú thiên kẻ gà. Cái thằng gì con nhìn thằng mà nó bị ngã nhỉ? Bảo về đó. Không ơi này ăn tạm đi cậu. Ăn đi, ăn tự nhiên đi. Ăn tự nhiên nhá. Ngon rất rồi. Rất thế giới rồi. Em ơi, có cái bát gì đấy? Bát sứ thì không phải là bát như thế nào đâu. Lúc các em gần đến đảng lúc hay gần đến mẹ nằm. Vâng. Nằm thì đun tí tới. Vâng. Bắt đầu bê không mà bắt đầu mới đun. Vâng. Thế là cho thì nhà nó hành thấy vào trong một cái cá. Ô, cứ ngủ từ tối cho đến 12 giờ. Vâng. Thế là nên nóng. Thế là nó liên quan đến chuyện đấy. Đột thất. Làm em tiện. Ra chợ thì ta thái luôn. Muốn hai kiểu gì cũng được. Về đây cho thêm chú nước chấm vào đây, một bát nước chấm nữa. Cho bát nước chấm nữa. Chú cho cháu xin phép cháu thêm. Rồi anh đi đương nhiên. Rồi. Đúng 12 giờ. Chạy rồi. Không phải chậm. Sang năm có em về sẽ làm món đặc sản. Vâng. Thịt nhím. Vâng. Không được thịt nhím lắm. Bạn em chuyển đi rồi ạ. Em là em chuyển đi ra rồi. Bạn em không làm rồi. Anh em cái này đi cho nó. Chuyển đi chưa đi được. Hồi đi cái đây. Cái chú ăn gì chú ạ? Không, ăn rồi. Con rau lang luộc. Rau lang luộc ăn rồi. Rau lang nó trụ còn. Như sao ạ? 3-4 ngày. Mùa này thì chắc là đến giờ rồi. Do ồn tàu nhiều quá. Nếu chuyển đi thì vẫn cứ quản lại. Nhưng mà rất là nhiều cái nhà ăn nhiều chuyển. Không ở đây còn phải là nhà. Không có chuyển cái nhà. Thì cái thằng này có làm cái hạn chế tóc hay không ạ? Hiện tại tôi nghe rất nhiều khá bình thường. Vậy chuyện đi là bình thường. Tuy nhiên là nếu mà muốn để cái kinh nghiệm về đây nó còn cứ anh đi anh. Đấy là giấy ăn đâu bà? Giấy ăn đâu? Lý phải gọi yêu gọi là lý mà.
Cái đám nhà nó mới ở lòng rồi. Cô bảo là chúc ông 100 tuổi mà, các cô là 100 luôn. Thế ví dụ như vậy hơn 100 làm nào? Quá tốt nhỉ. Không, mà cô ạ, bây giờ nhiều người gõ. Bây giờ có nhiều hơn 100 tuổi. Cái dốc cá này là đặc biệt là bên này không có thế ạ. Yeah. Tại vì là cô ấy, cô bảo là cô mà cái dốc cá mà người lớn nhiều người. Không phải. Phụ nữ là không nên ăn dốc cá, nó lạnh. Cái dốc cá của nó dành riêng cho đàn ông. Cái dốc cá. Cô không ăn à? Cô sợ lắm, cái dốc cá cô rất sợ. Cô phải ăn đi, quen. Lúc đầu là phải ăn kẹp, chẳng không ngủ ấy. Thế lúc đầu là quen, bỏ cái đầu để chịu rồi. Bắt bản ấy. Không, bắt bản nước. Bắt bản nước. Ai chị cháu mình chị nào? Thầy ngắt từ từ ngắt nhá. Đấy rồi, tôi cắt ngờ. Em với Tuấn đi đâu ăn là cũng phải dịch dịch thì có tươi. Nếu mà không có nhà mình cảm giác thiếu cái gì là ăn buổi sáng gọi ăn mình muốn ăn phở thì đủ đấy. Thì cũng phải có mấy lát cho vào bát hoặc là nếu nhà ai giờ cứ ướt đa số người ta nhà người ta làm khay cho nên kiểu xưa thì nó là được cái người ta nó không an toàn. Đấy, ăn đã bao nhiêu lâu là làm tương nhỉ? Và làm tương ớt. Vâng, ở Phước Hạ nhà mình á, Phước Hạ là nhiều nhất. Mới nói là có cái Phương làm ớt, cay cái đấy. Cô này là ai? Dạ ớt. Nhà này, cái bé nhà này nó tí lò mà cay. Đúng rồi. Cho mình xào lên. Cay lắm. Không, được. Cay nó ngon. Nhà này toàn cho. Để ăn thì nó ngon. Cái lá này nó không ngon. Hay là lúc đấy cũng bảo là cô gọi là lá chuôi còn không chả biết là tên nó là gì. Tên nó là hai vi cốt. Vâng, khi mà ra quả nó đỏ đỏ mà bán được tên nó là hai vi cốt. Hai vi cốt. À, thế ạ. Hai vi cốt. Thế thì kiểu như tên của Pháp à? Không, của mình thì rất nhiều lắm. Tên khoa học. Khoa học mà mình cứ gọi là cây lá chua dễ nhưng mà cái quả của nó mang ra chợ người ta cứ bảo là quả akito rồi muối ra đường đấy ngâm muối tốt lắm, ngâm muối tốt lắm, ngâm mát ngâm mát á, nhà cô toàn bỏ đi hết đấy, bao giờ lấy cái quả nó mát cô nghĩ là bao giờ về ra mà lấy đây kia kia gần em chẳng còn gì cô thì em thấy nhà ở bên chủ là nó dùng cái gì ấy là dùng cái đặc biệt là của Hoàng Mai. À, là nó thuộc về Hoàng Mai nó thanh liệt thanh liệt có bệnh viện nhập bên đồng đưa đồng đồng là Tân Triều đưa đồng thanh liệt
đầu là Tân Triều, tức là Tân Triều đây. Đường Vành Đai Ba. Mấy năm nữa là lên quận hết mà Tân Triều đang chuẩn bị chương trình để hết 2020 là công nhận là quận. Nếu lên quận thì là gì là đơn phượng nữa à? Thì đấy. Tất nhiên vẫn còn nhưng mà hai cũng không còn nhiều. Nhiều. Cơ cấu nông nghiệp nó giảm. Đây là lần trước cô ra chơi xong tối thì các thế công viên cũng rất sang nhà chơi buổi tối thì mời cô là để hôm sau ở đám cơ thì cô lại hôm sau cô lại về ngay có cái việc gì hôm sau cô về luôn đấy cô có mấy cái việc lại nhà cho nó bây giờ cô là ở đây là ăn luôn tôi nghe có một lần thì cô ngồi đó là lên buổi tối có một lần thì cũng đến hai tối. Những cái lần gần đây nhất ấy là cô sang nhà em ấy. Rồi đấy là ở nhà Thế hai. Vâng. Có thể là đầu năm nay sao hay năm ngoái vậy? Năm ngoái. Thế cô ra có chữ bệnh gì? Chữ răng à? Cái gì nhỉ? Trung lúc khám bệnh. Hôm là cô đi khám bệnh. Khám bệnh. Cô bảo ở chân cả hay là cái gì? Thì đấy lúc đầu chương trình đấy. Cho nên là chú lại có ăn bánh áo không? Chúng ta trong đến giờ rồi. Em đó là cái ngồi ngồi thiền nó tụng năng lượng. Là món ăn lại là món khác á. Món khác, món trong hộp. Cái này thì say lắm chưa? Tí nữa cháu còn phải ra cháu cô cá đấy cháu một tí nữa cô cá gì cháu cô cá rồi thôi bác ạ cô tuyên bố là cô ở nhà mình này ăn rau cỏ các cô ăn cô chỉ ăn mỗi cái chuột thôi sau tiền và em ruột cô lại ở cùng tí nữa. Bây giờ muốn bơi thuyền ra đánh bắt cá được ngay.
Vâng, để nó nuốt hẳn vào bụng ấy là rất là được. Anh nghĩ là phải để quản lý cho em đi. Em chèo Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. Lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung.
ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ Xu ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng từng ngày qua êm đềm trôi mãi, chỉ trên phố dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng sáng soi bước em trong xuân đôi vai.
Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn. Cô chú và đại gia đình nhà ta. Thành phố Việt đi. Tiếp. Thế là Huyền coi như là đang bị tuột giày nào đến sau. Huyền đang đứng giữa. Này lưỡi im tiền giữa. Huyền đang bị tuột giày là xuống ô tô sau. Đấy. Rồi. Không thấy Huyền, cô đã hỏi Huyền đấy. Rồi. Đấy, đúng. Huyền đâu? Ừ. Đấy, bạn đúng Huyền rồi. Đang bị okay, chạy okay. Đứt xếp. Bạn Huyền đang vào đâu mà nó cứ hiện lên này. Huyền đang chạy đứt xếp đã đến rồi đấy. Rồi. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, bọn em vào thăm cô chú và chúc sức khỏe đại gia đình mạnh khỏe, làm ăn có lộc, kiếm được nhiều tiền. Và cái sức khỏe là quan trọng nhất. Kính chúc thầy cô mạnh khỏe. Chúng em kính chúc thầy cô mạnh khỏe. Nhân dịp ngày 20 tháng 11, chúng em vào vườn thăm sức khỏe của cô chú. Chúng em kính chúc cô chú luôn luôn mạnh khỏe và tươi trẻ. Nhân ngày 20 tháng 11 thì chúng em vào chúc thầy cô chú là đại gia đình nhà ta năm nay luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát lộc. Nhưng mà cái sức khỏe là cái quan trọng nhất. Đấy, em chúc coi như là thầy cô là mạnh khỏe. Chúng em này. Chúng em chúc thầy cô mạnh khỏe.
Thưa với canh các chị ạ, em mới ra trường của đoàn chèo trung ương. Rồi, rồi, rồi. Em mới sắm được cái áo chèo. Học và học sinh được ngoan. Tuấn bảo Tuấn. Cô ơi cô, chúng ta được cô lắm. Cô dạy chúng ta với cô. Tàng tình, tàng tình, tình tình tàng tình. Rồi. Chào bắt tay chú. Dạy chúng cháu yêu cô mình. Nào bắt tay tất cả các bạn. Rồi. Đây. Hôm nay vinh dự quá. Vâng, là lớp lớp trưởng mà cô thể hiện như là lớp trưởng. Vì là em xin các cô này. Vì là nếu mà phát biểu thì là quá thành rồi. Chứ còn em đứng trước cô em run lắm. Vẫn vẫn run như ngày xưa. Trước đi nhỉ? Vâng, run lắm. Chưa trong 20 tháng 11. Đấy, anh tặng em bó hoa tươi thắm. Xin cảm ơn anh. Hay rồi. Hai ba đấy thôi ạ, tức là bây giờ là các cô dạy là làm cái gì ạ? Làm ở dưới đây làm cái gì? Đâu trang trại nhà mình nuôi gà nuôi vịt rồi để kho để nuôi đây là bao đấy rồi nó thế thì ai mới làm hả? Không, có cái trước rồi chứ. Nhưng mà cái máy này mới. Cái này mới mấy năm nay. Rồi. Mới nhưng mà có mấy năm nay. Rồi, khó rồi. Cái này chú đi. Chú đi từ nhà, hôm nay chú phải đi xe, xe đạp. Vâng, vâng, để cháu ạ. Cháu chịu đi ạ. Điệu dài nhỉ? Vâng. Thế là cô giáo từ Huế. Chào các thầy cô ạ. Rồi, thầy chào em. Thầy chào em. Em chào thầy ạ. À. Rồi, cảm ơn. Ngon đi. Sao con này phải mở mật khẩu quá. Tức là, tức là cô này, tức là mình chết mình không được bỏ súng đạn. À, được. Đấy. Nó chồng trai chứ. Văn môn võ luyện mà con đúng là không nghe lời cô là hư rồi. Tháo này em đây cho một kiểu kỷ niệm. Không, nhưng mà cũng vui cho em à. Đã bê tiền quay đây cười tươi xem nào. Cười đây để ngang không thể tôi ngồi. Thay thay bảo ok. Rồi cái sông nước này tôi để ngang xuống thật tôi ngồi ông ơi. Không ra đâu. Để ngang ra đây này. Ông giữ cho tôi ngồi cái nhá. Yên tâm. Cái tuyên này của cô là nó không cân. Ôi, thôi, chứ để chuyện đấy nhờ. Thôi, ông Tuấn ơi, ông lên đi. Lên đi. Thôi, lặng lắm. Lặng, đang ngửi thì ông ơi, ông về, ông lấy bộ quần áo lên cho nó thay đi. Không, kéo ông lên được không? Vâng. Không cần thiện, thuyền nó lặng, thuyền ngặt. Không, ông về, cho nó thay đi. Thôi, ta tí nữa, đang sâu ấy mà. Đang sâu đấy. Rồi cảm ơn. Vừa lau vừa bảo sao nghịch thế. Bảo ở nhà thì không nở. Ăn luôn lò để chết cùng với mẹ nhà chồng. Chú ơi. Em chào cô chú xong rồi là để em chồng lại nhá. Vâng. Thế nào mẹ mà sẵn tâm này. Cả bầu đàn tê tử. Vâng ạ. Vâng. Và cho đại gia đình chúng ta vào để phá đấy. Vào để phá. Đi chân nuôi con lai bò. Đi chân để con vào chùa. Vâng. 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 Vâng
làm chứ. Cái nón này.